Thời gian gần đây ấy, khi mà nhắc đến One Piece phim Red, đó là một cái movie chiếu rạp, thì có một cái thông tin là chỉ trong vài ngày chiếu rạp ở Việt Nam thôi, doanh thu của nó đã lên đến mười mấy tỷ Việt Nam đồng rồi, dã man thật. Thì đây, trong clip trước mình đã từng hứa với anh em là sẽ unbox cái con figure Zoro này. Đây này, figure Zoro One Piece phim Red trước ngày công chiếu. Thì ngày công chiếu mình nghĩ là ngày 25 tháng 11. Tuy nhiên thì ở Việt Nam nó có một vài cái suất chiếu sớm đã có chiếu từ ngày 18 rồi cơ anh em ạ. Cho nên ở cái thời điểm mình đang unbox clip này mới là ngày 20. Tức là mình vẫn giữ đúng lời hứa nhá. Còn đây, Zoro, Noa Zoro, đây cận lại cho anh em xem này. Đây chính là tạo hình của Zoro Zoro trong cái movie phim Red đấy. Và cái movie này mình cũng chưa xem luôn nhá, mình chưa bỏ tiền ra rạp để xem phim đâu. Hôm nay mình sẽ unbox cái clip này cho anh em, à cái figure này cho anh em xem nhá. Đây là figure đến từ dòng DXF. DXF là một dòng rất là phổ thông, và cái size nhỏ tầm loanh quanh 20 cm, rất là dễ để anh em trưng bày. Ha, bóc thôi, còn chờ gì nữa. Do cái đèn của mình nó sáng quá và khi mà soi kỹ vào cái mô hình Zoro này nó màu đen cho nên nó bị bóng rất là nhiều. Hiện tại mình tắt bớt cái đèn ở đây của mình đi nhá, cái đèn hình tròn đấy, và hiện tại mình chỉ dùng mỗi cái bóng đèn tuýp ở góc bên trên này thôi, mỗi một đèn tuýp chiếu sáng thôi. Đây, và đây là Zoro của chúng ta sau khi đã lắp xong nhá. Thì điều đầu tiên mình phải nhắc đến đó là cái lúc mà lắp ấy. Đây, mình đứng hẳn ra đây để soi cho anh em xem. Thì chúng ta sẽ chỉ có một cái trống vào cái đằng sau đùi này và trống nối thẳng xuống đây thôi, còn cái phần chân ấy, hai cái chân của Zoro hoàn toàn đang là lơ lửng, không gắn gì đến cái bay cả. Cái này thì là một cái cải tiến mới mà mình thấy là nó hơi hơi bị cải lùi. Vì sao? Bởi vì mình rất thích những cái Zoro nào mà có cái chốt chân nó dính liền ở dưới ấy, thì cho cảm giác vững chãi. Đây này, ít ra là cái chân nó phải chõi chõi ra như này một chút và gắn chặt với đế, chứ còn như hiện tại là nó hơi bị dở hơi rồi nhá. Hơi bị dở hơi luôn. Đây anh em soi kỹ có thể thấy cái chân này nó hơi bị cong cong ở trong này. Đấy. Thêm nữa là khi mà chúng ta cầm cái con fix này chúng ta cảm thấy nó không chắc, nó lung lay ấy. Hề luôn. Fix này hơi bị đơn giản quá, hơi bị an toàn quá. Chỉ có mỗi một phần thân liền nhau hết này. Sau đó là một cái trống trông cũng khá là xấu, khá xấu luôn đấy. Và phần chân thì nó không chắc chắn. Nếu mà để một chỗ thì anh em sẽ không thể biết được. Nếu mà cùng trưng bày thì anh em đúng là không biết được thật. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem cái mặt nó có khá khẩm không nhá. Ao nét thôi. Đây, không dám dí gần quá anh em ạ. Cái mặt thì nhìn cũng được đấy, không đến nỗi nào, không đến nỗi nào. Các chi tiết khác thì để coi nhỉ. Bộ quần áo này rõ ràng là bộ quần áo trang phục rất là mới rồi, trong movie này, độc quyền của movie này luôn. Đây, có cái dấu gì đằng sau lưng này. Kiếm thì trông nó hơi bị chếch chếch nhỉ. Bình thường đeo kiếm mình chếch, kiếm nó phải chếch xuống cái này chứ. Kiếm này nếu không có gì ghi ở đây tại sao kiếm lại ngang như này. Ba thanh kiếm liền một khối luôn anh em nhá. Đấy, còn phần chân thì chê mỗi cái quả chân này thôi. Không hiểu sao chân nó bị cong gập vào trong như này. Chắc phải bẻ bẻ ra ngoài nhiều ấy. Đấy, bẻ ra ngoài nhiều này. Thế nên mình mới bảo là mình muốn có hai cái chốt chân ở dưới này. Khi đứng ấy nó sẽ chõi ra như này. Đấy, cảm giác đứng rất là vững luôn. Chân như này hơi bình thường rồi, vậy thôi, hết rồi. Con fix này đúng là chả có gì để đáng nói cả, ngoài trừ việc là nó là một con fix Zoro ra. Đây, bây giờ mình so sánh với một con cũng DXF mà mình đã unbox trong clip gần đây nhất đấy, gần đây nhất. Thì đấy, cái con DXF bên trái của mình này, hai chân nó dính liền xuống, thành ra trông nó rất là vững chãi, trông rất là đẹp. Còn cái con bên phải, con mới bóc đây, trông nó chỉ dính với cái đế bằng một cái trống đằng sau thôi. Đấy. Trống nó hơi thường thường. Anh em để xem. Đó. Đấy. Toàn cảnh nhá. DXF thì nói chung là size rất là bằng nhau, anh em có thể sâu một hàng dài luôn. Đây,
cho anh em xem luôn. Hiện tại mình đang bày trên góc kia kìa. Đây này. Đấy. Đế ghép đấy. Một dàn đế ghép luôn nhá. Vậy là trong clip ngày hôm nay mình đã giữ đúng lời hứa unbox cái con Zoro Film Z này trước khi One Piece Film Red được chiếu chính thức vào ngày 25 tháng 11 ở Việt Nam. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng lên clip này vào ngày 24 nhá, trước ngày 25 đi. Cho nó lời hứa nó thành chuẩn chỉ luôn đi. Còn nếu anh em nào mà xem trước cái suất chiếu sớm ấy thì nghe đồn là anh em đi xem phim sẽ được tặng kèm một quyển truyện. Quyển truyện mang tên là 4 tỷ gì đấy ấy. Hay phết nhở, mình không biết cái thông tin đấy mà mình biết thông tin cũng hơi muộn. Nếu anh em nào có dư một quyển thì vui lòng có thể tặng cho mình nhá, rất hoan nghênh. Còn bây giờ thì lại đến công việc của mình. Đâu rồi? Đây. Đừng quên like, share, subscribe, ấn nút chuông thông báo để ủng hộ Moon Toy Station nhá. Sắp tới, anh em hãy chuẩn bị donate cho mình đi.